Luyện thể dục bắt nguồn từ Trung Quốc, bộ môn này có nền tảng dựa vào các môn võ thuật kết. Võ thuật Thái cực quyền. Thái cực quyền là một hình thức tập luyện thể dục bắt nguồn từ Trung Quốc. Bộ môn này có nền tảng dựa vào các môn võ thuật kết hợp với nhiều động tác chậm rãi và hít thở sâu. Các động tác được sắp xếp thành một chuỗi có sự liên kết và mượt mà. Với tính chất chậm rãi và nhẹ nhàng, Thái cực quyền trở thành bộ môn được nhiều người yêu thích, nhất là người cao tuổi. Xin được giới thiệu cùng quý vị khán giả của Việt Nam Vui Khỏe ngày hôm nay, vị khách mời đặc biệt của chương trình. Xin được giới thiệu cô Nguyễn Mai Dung là chủ nhiệm câu lạc bộ Thái cực quyền. Xin chào cô, cảm ơn cô đã tham gia Việt Nam Vui Khỏe ngày hôm nay ạ. Cảm ơn Thành Phúc. Dạ, cô ơi, câu lạc bộ của mình thì đã hoạt động lâu chưa và mọi người có những kỷ niệm vui buồn gì cùng với nhau ạ? Câu lạc bộ cô đã có thâm niên tuổi được 8 năm, tuổi thì thấp nhất là 60 mà cao nhất là 80. Hầu như là những người cao tuổi lại càng có những cái ưa thích về cái vấn đề sức khỏe này, cho nên các bác đi tập lại liên tục. Và từ đó đến giờ câu lạc bộ cô vẫn sinh hoạt thường ngày, chung kiểm vui các cô rất là nhiều. Ví dụ các cô đi bước nhảy mùa xuân chẳng hạn, quay ở những cái nơi ví dụ như vùng xa, vùng xôi hay là Yên Tử hoặc là Sơn La, Mộc Châu, nói những cái nơi đấy và những nơi có núi non rừng thì nó đem lại những cái kỷ niệm phải nói thẳng là rất là vui mà hạnh phúc cho các bác vô cùng. Mình cũng mang cái khả năng của mình để đi giao lưu với các nơi khác, rồi chính là đem sự niềm vui và sức khỏe về với mọi người. Điều gì ở bộ môn Thái cực quyền này đã hấp dẫn tất cả mọi người đến tham gia như thế ạ? Trong cái võ thuật dân tộc thì nó có cái điểm đánh là cứng, bên đấy nó cương nhiều hơn. Nhưng bên Thái cực quyền của ta thì nó lại có nhu, mà trong nhu thì lại có cương. Ví dụ những cái động tác ta đánh bình thường thôi, phải không? Ta đánh bình thường nó như thế này thôi ạ, đúng không ạ? Chỉ đến cương cương ta đánh, nó sẽ có một lốt cương nó đánh ra trong cái vấn đề Thái quyền về đăng mềm. Thì nó lại phát lực ra một cái thì nó chuyển sang là trong cương nhu của ta có cương. Thế còn lợi ích về mặt sức khỏe cũng như là hỗ trợ gì cho cơ thể của chúng ta ạ? Thái cực quyền là một cái môn võ, từ cái bước chân bước tay ta để ra này nó rất là mềm mại, rất là thoải mái. Thế cho nên rằng là cái này thì cuốn hút các bác rất nhiều hơn. Cho nên vừa rồi Hạnh Phúc đã nhìn thấy các bác đang tập đây ạ, cho nên nó có những cái rất là du dương. Sức khỏe các bác từ đầu gối chân tay trở lên đến đầu minh mẫn, trí nhớ hoàn thiện. Và có những cái sự khá là xúc hút với cơ thể của mình hít thở. Cho nên là luôn luôn cái tình trạng của mình là đem lại cái sức khỏe rất tốt cho các bác người cao tuổi. Tuy các động tác có vẻ chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng chính vì việc giữ nguyên tư thế trong một khoảng thời gian sẽ giúp tác động lên nhiều nhóm cơ bắp của người tập. Các chuyển động mềm mại giúp các khớp trở nên trơn tru và trí não cũng được rèn luyện khi người tập phải ghi nhớ các chuỗi động tác theo từng bài võ của bộ môn này. Khi tôi tham gia tôi thấy là nó rất là tốt cho sức khỏe. Cái thứ nhất nó đàn hồi cơ và cái thứ hai là cái xương khớp nó dẻo dai. Chúng tôi có cái sự gắn kết, đoàn kết của tất cả trong khu dân cư đây. Thì mọi người là tham gia luyện tập hàng ngày là tới sân là được gặp nhau. Cái bộ môn này ấy, không những là mình đánh tay, đánh chân, được lưu thông khí huyết và nó còn đánh cho cái não của mình. Là nó sẽ thức tỉnh cái não của mình lên. Bây giờ thì không biết là cô Dung có thể hướng dẫn cho Hạnh Phúc một vài những động tác cơ bản của bộ môn võ Thái cực quyền này được không ạ? Nếu Hạnh Phúc mà tập thì cô Dung sẽ bắt đầu dạy từ động tác đầu tiên như các bác đây. Chăm sóc sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, đó là điều mà tất cả các cô các bác trong câu lạc bộ võ thuật Thái cực quyền này có. Cái điểm đánh là cứng, bên đấy nó cương nhiều hơn. Nhưng bên Thái cực quyền của ta thì nó lại có nhu, mà trong nhu thì lại có cương. Ví dụ những cái động tác ta đánh bình thường thôi, phải không? Ta đánh bình thường nó như thế này thôi ạ, đúng không ạ? Chỉ đến cương cương ta đánh, nó sẽ có một lốt cương nó đánh ra trong cái vấn đề Thái quyền về đăng mềm. Thì nó lại phát lực ra một cái thì nó chuyển sang là trong cương nhu của ta có cương. Thế còn lợi ích về mặt sức khỏe cũng như là hỗ trợ gì cho cơ thể của chúng ta ạ? Thái cực quyền là một cái môn võ, từ cái bước chân bước tay ta để ra này nó rất là mềm mại, rất là thoải mái. Thế cho nên rằng là cái này thì cuốn hút các bác rất nhiều hơn. Cho như vừa rồi Hạnh Phúc đã nhìn thấy các bác đang tập đây ạ, cho nên nó có những cái rất là du dương. Sức khỏe các bác từ đầu gối chân tay trở lên đến đầu minh mẫn, trí nhớ hoàn thiện. Và có những cái sự khá là xúc hút với cơ thể của mình hít thở. Cho nên là luôn luôn cái tình trạng của mình là đem lại cái sức khỏe rất tốt cho các bác người cao tuổi.
Tuy các động tác có vẻ chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng chính vì việc giữ nguyên tư thế trong một khoảng thời gian sẽ giúp tác động lên nhiều nhóm cơ bắp của người tập. Các chuyển động mềm mại giúp các khớp trở nên trơn tru và trí não cũng được rèn luyện khi người tập phải ghi nhớ các chuỗi động tác theo từng bài võ của bộ môn này. Khi tôi tham gia tôi thấy là nó rất là tốt cho sức khỏe. Cái thứ nhất nó đàn hồi cơ và cái thứ hai là cái xương khớp nó dẻo dai. Chúng tôi có cái sự gắn kết, đoàn kết của tất cả trong khu dân cư đây thì mọi người là tham gia được tập hàng ngày là tới sân là được gặp nhau. Cái bộ môn này á không những là mình đánh tay, đánh chân để lưu thông khí huyết và nó còn đánh cho cái não của mình. À, nó sẽ thức tỉnh cái não của mình lên. Bây giờ thì không biết là cô Dung có thể hướng dẫn cho Hạnh Phúc một vài những động tác cơ bản của bộ môn võ Thái Cực Quyền này được không ạ? Nếu Hạnh Phúc mà tập thì cô Dung sẽ bắt đầu dạy từ động tác đầu tiên như các bác đây. Vui vẻ, hạnh phúc, đó là điều mà tất cả các bác trong câu lạc bộ võ thuật Thái Cực Quyền này có được khi mà tham gia bộ môn võ thuật này. Và đó cũng là điều mà chúng tôi muốn gửi tới tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Việt Nam Vui Khỏe ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.